cưới gấp thì rất là nhiều người người ta nghĩ là bọn em cưới chạy bầu, nhưng mà thực chất không phải như vậy. Bọn em cưới do ông thầy bói ạ. Có nghĩa là ông thầy bói ông bảo là muốn bền vững tình yêu này, xong rồi hai vợ chồng tốt nhất thì phải làm đám cưới ngay sau 1 tháng rưỡi nữa. Bọn em cái gì bây giờ chưa có chuẩn bị một cái gì cả, mà 1 tháng rưỡi sau là bọn em đám cưới vào giữa tháng 6 hè. Nó gọi là nóng khủng khiếp. À, chào hai em. Chào anh chị. Mời hai em giới thiệu chị mình. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào tất cả những quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Kiên Hoàng. Hiện tại thì vợ chồng em đang sinh sống tại Hà Nội và công việc chính của bọn em là kinh doanh và làm content creator. Còn đây là bà xã của em là Lan Hoàng. À, em có thể nói chút xíu về content creator là gì ạ? Có nghĩa là bọn em là những người làm sáng tạo nội dung ạ. Bọn em có thể làm sáng tạo nội dung ở trên mạng. Ngoài ra thì bọn em có sáng tạo nội dung thêm nữa về các sự kiện. Hoặc là hiện tại công việc chính của bọn em đang hoạt động chính ở trên Facebook với cả YouTube. Vâng, em xin chào tất cả các vị khán giả và xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Năm nay thì bọn em bằng tuổi nhau là 29 tuổi và bọn em như chồng em có nói thì là bọn em đến từ Hà Nội. Bọn em cưới nhau đến năm nay là năm thứ tư rồi và đã có một em bé, và em bé của nhà em năm nay là vừa tròn được 3 tuổi. Thực sự là ngày hôm nay thì khi mà đến đây thì bọn em đúng là rất là hồi hộp, vì từ lúc mà bọn em cưới nhau đến bây giờ thì đây mới là lần mặc lại áo cưới lần đầu tiên. Vâng, nên là rất là hồi hộp ạ. Em bé của em là cái gì Hoàng? Hoàng Phương Hải Chi ạ. Chi. Vâng, chị Chi Hoàng. Vâng. Em bé hình như anh được biết là em bé là còn có một cái nickname ở trên mạng, đó là gì bé gì? Bé Cam Cam ạ. Bé Cam Cam. Bé rất là đăng là gọi là hot ở trên mạng đó nha. Vâng, cũng rất là may mắn biết là được sự ủng hộ của mọi người, nên là em bé nhà em cũng nhận được sự yêu quý ở trên mạng ạ. Vâng. Bé xinh lắm luôn ha. Và bây giờ bé có khoảng hơn 400.000 người follow. Đáng xinh lắm. Đây là một gia đình nhỏ hot trên mạng xã hội nha. Tụi em từ mới bay Hà Nội vô đây. Vâng ạ, được mấy hôm ạ. Vâng. Trời ơi, quý hóa quá. Gia đình Vợ Chồng Son mình phải cảm ơn các bạn trước đã. Gia đình Vợ Chồng Son xin cảm ơn gia đình bạn Tam Hoàng. Đúng không? Rồi, vậy thì bây giờ em có thể chia sẻ cho chương trình biết rằng là các em quen nhau như thế nào. Hồi đấy là bọn em đang làm về cửa hàng thời trang. Chồng em thì cũng có một cửa hàng thời trang và em cũng vậy. Xong đấy thì chính xác ra thì là được bé nhân viên của cả em và của chồng em giới thiệu, nên là bọn em quen nhau qua như thế ạ. Kiểu lúc mới quen nhau thì thực sự là bọn em cũng không có ấn tượng gì nhiều với nhau lắm. Hồi em gặp Loan lần đầu tiên là hồi đó tóc ngắn này, cũng ngắn tầm như vậy. Nhưng mà lại rất là vàng. Sau đó thì mắt lại kiểu đeo len màu xanh, xong rồi môi rất là đỏ. Và thật sự thì kiểu như là em thì em không thích những người con gái mà trông kiểu cute đáng yêu kẹo ngọt như vậy đâu. Vâng, em lại thích kiểu hơi chững chạc một chút. Còn ngược lại thì Loan lại kiểu hồi đó thì em rất là gầy và để kiểu tóc lắm, cũng kiểu tóc Hàn Quốc kiểu dài ấy ạ. Thật ra cũng không phải là gu của vợ em, cho nên là lần đầu tiên gặp nhau và đi ăn xong thì về thì hai người cũng bẵng đi, cũng không có liên lạc gì. Bao lâu thì mới gặp nhau lại? Khoảng 2 tháng ạ. 2 tháng sau, lý do cơ duyên nào lại gặp lại? Em nhớ là tức là sau cái buổi hôm đấy về thì vẫn có nhắn tin qua lại, gọi là kiểu xã giao thôi. Thế xong rồi dần dần là vì có bạn chung nữa, cũng có bạn chung nữa, nên là thỉnh thoảng bạn bè cũng rủ đi chơi cùng. Thế là lại kiểu phải cơ duyên lại phải gặp lại lần nữa. Khi mà gặp lại lần nữa thì bắt đầu kiểu lúc đấy thì bọn em đều là đang độc thân, là bọn em cũng bảo là thôi cứ thử cho nhau cơ hội xem như thế nào, và cũng bắt đầu tìm hiểu và thử làm quen với nhau lại một lần nữa. May là có lần gặp lại nhau lần nữa nên là bọn em mới quyết định là tiến tới cái việc là yêu nhau xong rồi cưới nhau. Vậy thì hai em có gặp lại để cùng mà mở chung một shop? Cái đó chính là cái yếu tố mà cấu thành nên bọn em bây giờ. Có nghĩa vào khi mà bọn em yêu nhau được khoảng 4 tháng thì bọn em thấy rằng là mỗi người đi theo hai con đường như vậy riêng ấy thì thật ra nó sẽ không có sự gắn kết lâu dài. Chính vì vậy mà em thấy rằng là em sẽ bỏ cửa hàng của em đi. Và cái cửa hàng cũ của Loan vẫn giữ, nhưng mà bọn em sẽ dồn vào, bọn em mở một cái cửa hàng khác to hơn gấp đôi cái cửa hàng mà Loan đang có. Hồi đó bọn em thật sự là kinh tế cũng chưa vững vàng như bây giờ đâu. Bọn em nhiều việc là vẫn phải tự tay làm, từ cái việc là đi mua bao xi măng như thế nào, từ cái việc mà đi chở một cái giá sắt như thế nào, là hoàn toàn là mình phải tự chở cho nó tiết kiệm. Bên cạnh đó thì cái việc mà khi mà bọn em thuê một cái cửa hàng to là bọn em xác định với nhau là bọn em sẽ quyết định đi tới sống thử. Có nghĩa bọn em sẽ thuê một cái nhà mấy tầng mà bọn em sẽ ở trên tầng trên cùng luôn. Đó thì thật ra là khỏi thời điểm đó, khi mà hai gia đình thấy bọn em có một cái quyết định là sẽ làm chung và sống thử thì cũng hỏi bọn em là đã suy nghĩ kỹ chưa. Tại vì thực chất là bọn em chỉ mới quen nhau được 4 tháng, nhưng mà thâm tâm của hai đứa thằng già biết rằng là đây chính là cái người mà mình
có thể gìn giữ được. Chính vì vậy mà bọn em đã đặt cho nhau một cái niềm tin tưởng tuyệt đối. Thậm chí đến bây giờ sau 5 năm cưới, bọn em vẫn hoàn toàn chung về kinh tế. Bọn em không có cái sự kiểu quỹ đen của anh, quỹ đen của vợ hay là như thế nào cả. Chính vì vậy mà sau bọn em đã sống thử với nhau 8 tháng, thật sự là trong quá trình sống thử bọn em mới vỡ lẽ ra được nhiều điều. Là à, thật ra là cuộc sống vợ chồng nó cũng sẽ như vậy. Nó không màu hồng như cái việc mà chúng ta hồi còn yêu nhau, đưa nhau đi ăn ngon, đưa nhau đi xem phim, đưa nhau đi mua đồ đẹp. Nó không chỉ đơn giản là như vậy mà nó là sinh hoạt cuộc sống hàng ngày nữa. Nhưng mà thật sự là sau 8 tháng sống thử thì bọn em thấy rằng là hợp và nó là một cái quyết định chính xác. Ừ, chị muốn hỏi em, thế lúc đó gia đình em đối với cái quyết định của em á, thì các cụ phản ứng như thế nào? Thì là em cũng tự lập từ rất là sớm. Tại vì là cái quyết định khi mà sau khi ra khỏi cánh cửa trường đại học ấy, thì em đã xin bố mẹ đi một cái ngã rẽ mà thực sự là bố mẹ lúc đấy thì cũng ngăn cản rất là nhiều, bởi vì là bố mẹ thì muốn là mình phải đi theo đúng cái đường mà bố mẹ đã vẽ ra cho mình rồi. Bố em thì lại làm trong quân đội nữa, không biết bố có xem được chương trình này không, nhưng mà thực sự là bố em thì là một người rất là tình cảm nhưng mà bố cũng rất là nghiêm khắc. Bố thì rất là muốn là con gái là kiểu cũng phải ngoan ngoãn rồi là mọi thứ phải nề nếp rồi quy củ các kiểu, nên là khi mà mình có người yêu thôi là bố cũng đã phải rất là kiểu để ý xem là người yêu mình là người như thế nào này, có phải là kiểu chơi bời bad boy các kiểu không. Thì bọn em cũng xin phép là bây giờ để cho tiện cho công việc thì bọn con sẽ ở đây luôn, ở tại cái cửa hàng mà bọn em mở luôn. Và tất nhiên là bố mẹ cũng không bảo là bọn mày sống thử đi hay như nào, nhưng mà bố mẹ cũng bảo là thôi được rồi, thiếu cái gì thì về cứ nhà nói mà lấy. Thế là bọn em cũng như thế, bọn em cũng khá là bất ngờ, không ủng hộ và cũng không có ngăn cản. Đúng, vâng, không ủng hộ kiểu một cách kiểu như thúc đẩy đâu, nhưng mà thật ra là các cụ rất là tâm lý, đồng ý ngầm. Vâng. Em cảm thấy rất may mắn khi bố mẹ vợ em là những người tuyệt vời. Thì nói thêm một chút là cái ngày đầu tiên mà bọn em sống thử ấy, chính mẹ vợ em là người trải ga giường cho bọn em trong cái ngày đầu tiên đó. Wow. Trông vẫn nhớ. Anh vẫn nhớ. Tâm lý. Nó còn màu xám luôn á. Em còn chụp lại để làm kỷ niệm. Và trong tụi em là sống thử với nhau 8 tháng là đám cưới đúng không? Và em cũng xin phép hai gia đình là thôi bây giờ bố mẹ cũng đã rất là tin tưởng thế rồi thì bọn con cũng xin phép là cuối năm sau thì bọn con sẽ làm đám cưới. Thế thì bố mẹ bảo là thì thôi được rồi, thì để bố mẹ đi xem ngày như các kiểu để chuẩn bị từ giờ đến cuối năm làm đám cưới. Định là tháng 11 cưới thì tháng 4 bọn em đi du lịch về cái thì bố mẹ đi cũng là kiểu ra Tết thì bố mẹ đi gọi là xem đầu năm thôi. Thế thì thầy cũng bảo là kiểu cuối năm thì không đẹp thì bây giờ sang tháng là phải cưới luôn. Thế là nó kiểu rất là kiểu cưới gấp đó, cưới gấp ạ. Thì rất là nhiều người ta nghĩ là bọn em cưới chạy bầu, nhưng mà thực chất không phải như vậy. Bọn em cưới do ông thầy bói đấy ạ. Có nghĩa là ông thầy bói ông bảo là muốn bền vững tình yêu này, xong rồi hai vợ chồng tốt nhất thì phải làm đám cưới ngay sau 1.5 tháng nữa. Bọn em cái gì bây giờ chưa có chuẩn bị một cái gì cả, mà 1.5 tháng sau là bọn em đám cưới vào giữa tháng 6 hè. Nó gọi là nóng khủng khiếp, khủng khiếp luôn. Có kịp chụp bộ ảnh cưới không? Không. Đây thế này, tức là bọn em đi du lịch thì bọn em cũng bảo là thôi chiêu chiêu là từ giờ đến cuối năm thì mình còn sẽ kiểu gì mình cũng sẽ đi du lịch nhiều nơi, mỗi chỗ đến thì mình kiểu làm một tí ảnh kiểu sau này mình xem lại để mình làm kỷ niệm thôi. Thế thì cái bộ ảnh đấy bọn em đi sang Thái Lan và đi sang biển thì lúc đấy cũng tình cờ gặp một người bạn đi cùng, thế là bọn em cũng nhờ anh ý là chụp lại điện thoại thôi và chỉnh điện thoại. Thì bộ ảnh đấy khi mà về gấp quá, về cái bố mẹ bảo cưới luôn, thế là dùng ngay cái bộ ảnh chụp bằng điện thoại đấy để làm ảnh cưới luôn. Bộ ảnh đó thật ra là không phải đồ đẹp như bọn em đang mặc hiện tại đâu, mà là chỉ là kiểu vợ em mặc một cái váy trắng bình thường và đeo một cái voan nhỏ nhỏ ở trên, còn em thì mặc một cái áo phông trắng và một cái quần dài vàng vải màu trắng thôi. Thế hai vợ chồng kiểu đạp xe đạp xiếc rồi kiểu đi bãi biển, chụp bằng điện thoại và chỉnh sửa bằng điện thoại luôn. Nhưng mà chẳng ai ngờ cuối cùng nó lại là cái bộ ảnh quá đẹp cưới của bọn em. Và chính xác là cho đến hiện tại là bọn em chưa có một bộ ảnh cưới tử tế. Nhưng mà bù lại em có được một bộ ảnh hết sức là ý nghĩa đúng không? Vâng, thật sự rất là ý nghĩa. Vâng. Như vậy bây giờ anh muốn hỏi là sau 4 năm các em ở chung với nhau và có bé Cam Cam, rồi bây giờ anh ấy đây một chàng hot boy nè, vậy thì anh ấy có tật xấu gì không? Tật xấu em nghĩ là ai cũng phải có tật xấu cả, không thể không có tật xấu được, bởi vì là nếu mà không có tật xấu thì chắc không phải dành cho mình rồi. Đó thì bây giờ sẽ là lúc để mà chúng ta nói về những điều đó. Khi mà là ấn tượng đầu tiên của em về chồng em thì là một người kiểu một chàng trai rất là trải chuốt, gọi là chỉnh tề từ đầu đến cuối luôn, nói chung là rất là trau chuốt về vẻ bề ngoài. Thế nhưng mà khi mà bọn em bắt đầu sống thử này, xong rồi cưới nhau này, thì thấy rằng là thực ra là nó không như vẻ bề ngoài như thế. Ở nhà với ra ngoài đường là hai con người khác hẳn nhau luôn. Ở nhà trông kiểu nói chung là nhìn không nhận ra đấy là kiểu hot boy hay là cái gì đấy cả, trông rất là kiểu buồn cười. Mà hồi đấy em vẫn nhớ là ảnh trong điện thoại của em lưu rất là nhiều ở nhà trông chồng em kiểu buồn cười, mà cảm giác là hồi đấy mà áp chắc mọi người sẽ không thể nhận ra đấy là kiểu cái người mà mọi người vẫn hay nhìn thấy ở trên mạng. Bây giờ nấu ăn sao? Được thích nấu ăn không?
Chồng em nấu ăn thì rất là ngon. Phải nói là nấu giỏi đi. Đấy, tại vì là mình là con gái mà nhiều khi mình còn cảm thấy là thua xa luôn ấy. Nấu ăn mà có bài, có bày bừa hay không? Có bừa bộn hay không? Có, đó là bừa bộn đó. Trời ơi, nói chung là lúc đầu thì mình cảm giác là được ăn ngon thì thích rồi. Nhưng mà nhìn cái bãi chiến trường thì đúng là cảm giác là đúng là mình ăn là phím nhục. Kiểu đi dọn dẹp hai cái đều bừa bộn hết rồi. Còn gì nữa? Còn gì nữa nhờ? Có nóng tính không? Hết rồi. Có nóng tính có gia trưởng không? Nóng tính không? Không bảo gia trưởng thì không đúng chính xác đâu, nhưng mà kiểu cũng khá là nóng tính. Gặp chuyện gì mà không vừa ý một cái là cũng thể hiện thái độ ra ngay luôn bên ngoài. Thể hiện sao đâu, hét luôn hay như thế nào? Không, chồng em thì sẽ là hay kiểu có bẩn ấy, tức là kiểu gặp một cái chuyện gì mà cảm giác là không thấy vui hay không thấy thoải mái thì sẽ là kiểu như là ai đụng vào cũng cảm thấy rất là khó chịu ấy, kiểu như vậy. Còn gì nữa không? Để em nghĩ thêm. Rồi, còn Kim? Thật ra nếu mà nói tính xấu của vợ em thì có một cái tính mà em thật sự là em cũng không biết là nó xấu hay là nó tốt nữa. Vợ em là một người gọn gàng quá mức. Còn có mức vì đây, ví dụ như là cái lọ hoa trên bàn này nhá, mà nó đang hơi lệch một xíu, vợ em kiểu ấy xoáy lại nó một chút, trông như nó phẳng phiu, nó gọn gàng nên các thứ. Cho nên là đôi khi thật ra là tính mình nhiều hôm mình mệt rồi về, kiểu như là mình vứt quần áo hơi linh tinh một chút này, hoặc là túi hoặc là mũ hoặc là giày các thứ mình cởi ra chẳng hạn. Thật sự là tính em cũng hơi bừa nữa, cho nên là đôi khi vợ em mà khi mà sắp xếp các thứ mọi thứ nó quá chỉnh chu, mình lại có cảm giác thì nó hơi bị gò bó. Đó, ngoài ra thì có một cái tính nữa mà bây giờ có vẻ như là cũng đã khắc phục được hơn rồi, đấy là việc mà khi mà vợ em chuẩn bị ra đường thì cũng đã nhanh hơn. Ngày xưa rất là lâu, khoảng tầm 1 tiếng rưỡi 2 tiếng chết. Đầu tóc make up quần áo là lượt, mặc bộ này không được thay bộ khác, mặc quần này cũng được thay bộ khác. Nhưng mà đúng là bình thường, nhưng mà thật ra là chúng ta cần phải có một cái sự chuẩn bị ạ. Và ví dụ như là hẹn 8 giờ thì thôi mình cứ dậy, biết là mình lâu rồi thì khoảng tầm 6 giờ là phải dậy rồi. Nhưng mà giờ lại thì vợ em lại kiểu tầm 7 giờ mới dậy chẳng hạn, thì nó lại không đủ cái khoảng thời gian đấy. Em lại là một người cực kỳ đúng hẹn và em cực kỳ ghét sai hẹn. Em ghét lắm. Cái lần đó mà bọn em có một cái cuộc hẹn gì đấy thì cái lúc đấy nó gần đến giờ hẹn rồi, thì bắt đầu bà này bà mới đi make up, bà mới đi sấy tóc, bà mới làm tóc, thì mình ok thôi thì nhanh một tí thì cũng được. Xong rồi mặc đồ vào, đến cái khâu mặc đồ mới là khâu bực mình. Có nghĩa là không hiểu tại sao không thấy tâm trạng của vợ em có vấn đề gì nữa ấy, mà nhất quyết là phải mặc cái áo đấy. Nếu mà không, trong trường hợp mà không tìm ra thì đi mặc một cái khác đi. Nhưng không, nhất quyết là phải mặc ấy, rất là ngang lắm. Cuối cùng đi cũng không tìm ra. Và cái giờ hẹn thì cũng đã qua mất rồi. Và thật sự thì lúc đấy thì tâm trạng chẳng còn gì muốn đi nữa. Và cuối cùng thì thôi, ở nhà. Là cãi nhau. Hôm đấy mình cũng cãi nhau to. Cũng cãi nhau to, và đấy là hình như là lần đầu tiên mà em cãi nhau to. Cãi nhau to lắm mà em nhớ là hình như em còn né vào điện thoại. Nhưng mà bây giờ thì từ ngày có em bé thì vợ em cũng đã nhanh gọn lẹ hơn rất là nhiều rồi. Rồi bây giờ thì Kim Hoàng có muốn vợ mình thay đổi điều gì không? Thật ra thì ở thời điểm hiện tại thì em muốn vợ em cứ giữ nguyên là vợ em như thế này. Hiểu chồng hơn nữa ở đây là đôi khi đàn ông chúng tôi cũng có những cái thứ vui nhất định. Thì hiểu cho bọn tôi, ví dụ như là em là một người rất yêu công việc chẳng hạn, thì đôi khi chẳng may mà có vì công việc mà hơi vô tâm với gia đình một chút thì cũng bỏ qua. Tại vì là hiểu đấy là cái sở thích của chồng nữa. Rồi còn Loan? Em thì chỉ có đúng một điều duy nhất, đấy là em muốn là chồng em trong mọi việc thì sẽ suy nghĩ kiểu tích cực hơn. Vì là chồng em nhiều khi là nhìn mọi việc nó sẽ theo một cái chiều hướng hay bị tiêu cực, nên là em thì em muốn là hãy sống và suy nghĩ tích cực hơn, để cho mình luôn luôn cảm giác là nhẹ được nhẹ đầu ấy. Vì là chồng em lúc nào trong công việc nào cũng muốn là phải chu toàn và kiểu mọi thứ là phải kiểu tốt nhất như nào đấy, là nó thành một cái áp lực cho mình. Vì em bản thân em là một người rất là tích cực, nên là em cũng muốn là những cái người xung quanh em luôn luôn phải một nguồn năng lượng tích cực. Tức là chồng cầu toàn quá phải không? Cái gì em cũng muốn nó phải hoàn hảo. Em cầu toàn lắm, thật sự là cái đấy là cái là em ghi nhận luôn. Em là muốn tất cả mọi việc là việc của em là phải tự tay em làm. Mà đã tự tay em làm là em phải đạt được cái kết quả tốt nhất. Cho nên là đôi khi khi mà mình không đạt được cái kết quả như mình mong muốn là em hay bị kiểu dằn vặt. Dằn vặt xong rồi bị suy nghĩ xong rồi kiểu bị ảnh hưởng bởi cái điều đó. Cho nên là nhiều khi chính vì cái tính đấy của mình nó lại ảnh hưởng đến cái bầu không khí xung quanh. Thì cái này thì vợ em cũng có nói và cũng có thì, ý với thì, em rồi. Thì ý chị hỏi như vậy để chị hỏi em là cái mong muốn của vợ em vậy, em cảm thấy là cũng đúng em ạ. Có đáp ứng đúng là một chuyện, nhưng mà em có thể đáp ứng được cái điều mà vợ em mong muốn có nói chung là những cái điều mà vợ mong muốn thì mình cứ đáp ứng thôi. Đúng rồi, có gì đâu. Tại vì thực ra cái điều mong muốn của vợ em là tốt cho em. Vâng, tốt cho vợ thì ít mà tốt cho em thì nhiều. Vâng. Ôi, cặp đôi này quá đẹp đôi rồi. Xin cảm ơn Kiên Hoàng, Loan Hoan đã đến đây đến với chương trình Vợ Chồng Son và chia sẻ những câu chuyện về gia đình em. Vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Rồi, cảm ơn tụi em nghe. Thì em nhận được cuộc điện thoại đó, nghe bên đầu bên kia là alo chồng hả chồng.
Nhưng mà em cũng có đứa em tên là Trọng thì em mới nói lại là cái anh Trọng hả? Lúc đó em quên quá. Tại vì mới có một tuần thì ít ra cũng có nhớ chút chút. Xong rồi nhắc lại thì cũng nhớ. Xong rồi hẹn nhau là về Sài Gòn rồi mình gặp nhau. Thì mình rất là lo, nửa đêm cứ nằm khóc đấm đứt vậy. Tại vì mình thấy mình có lỗi á. Mà ông này thì ông cũng hay làm những cái chuyện điên điên, mình không có biết được. Thì em qua nhà bạn em thì nó ngồi nó làm việc á, tối rồi thì em không biết làm gì, em thấy cái vít em cầm em chọc vô ổ điện, nhưng mà em còn cái cán này nhựa nên không sao, nhưng mà nhà đó thì cúp điện hàng loạt hết. Và chú rể chào cô dâu. Không, chào hoàng tử, chào công chúa chứ, đúng không? Giới thiệu về mình nha. Em tên là Nguyễn Tấn Thịnh, năm nay em được 30 tuổi. Em đang làm ở một phòng kinh doanh. Còn đây là bà xã của em. Tên là Hứa Thị Bích Tuyền, năm nay 29 tuổi. Chồng là kinh doanh hả em? Dạ, em làm kinh doanh. Còn em là bên... Em là bên quan hệ công chúng. Quan hệ công chúng. Tụi em quen nhau trong trường hợp nào? Đó là một cái câu chuyện cũng khá là dài. Năm đó là tình nguyện viên tham gia chiến dịch mùa hè xanh ở tỉnh Trà Vinh. Vào cái ngày hội quân cứu chiến dịch á, thì tất cả các đội viên và cả đội chỉ huy sẽ gặp nhau. Lúc đó cả đội cũng đã ăn mừng xong rồi, thì em mới ngồi trước cổng trại. Trong đội của em á, thì có một cái trào lưu là dày, mọi người cùng viết, cùng nhau là viết lưu bút, đặt cho nhau những cái biệt danh. Em cũng có một cái bộ sưu tập những ông chồng trong lưu bút. Sưu tập chồng hả? Thực ra lúc đó mình đi mùa xanh mình cũng rất là đen đúa xấu xí, nhưng mà không biết sao mình thuốc được 4 anh rồi. Thì mình quyết định là đêm nay, cái đêm hội quân đó là mình phải vớt được thêm một anh nữa cho nó đủ nửa chục. Thì cái là em thấy ảnh đi ngang, cái em cười ngoài mắt ảnh là anh ơi sao em thấy anh quen quá. Em đang ngồi ở cái cổng đó. Dạ. Thì anh ấy đi ngang qua. Dạ. Lúc đó em cũng cắm trại xong ở đội của em thì em đi vòng vòng. Em cũng đi ngang thì nghe nói là quen. Mà trên tay cầm hai con khô nữa. Nên đó là em tấp vô em làm quen luôn. Cái quen con khô hay là cái quen của bạn này? Cười thì cũng tươi nhưng mà con khô thì cũng còn tươi. Làm quen rồi cũng nói chuyện với nhau. Hồi nói mà cũng quên luôn con khô và bắt đầu ghi lưu bút. Trời ơi. Có nghĩa là đây là cái người thứ năm của em đó. Dạ đúng rồi. Lúc đó em nói chuyện một hồi thì em cũng ký vô là chồng năm, hứa nuôi em 5 năm. Chị hỏi nè, em có thấy là từ đó đến nay con số 5 là con số may mắn của em không? Đúng rồi, đúng may không? Mắn. Sau đó đúng thì không? Em có ký là một cái hợp đồng khác là giấy đăng ký kết hôn. 50 năm. Rồi sau đó thì hai người hẹn hò đó sao? Kết thúc chiến dịch về em đi làm, còn cô ấy thì đi chơi với bạn ở Gia Lai. Đột nhiên là mình nảy ra ý định là mình muốn gọi điện cho này để mình khoe về cái chuyến đi đó. Thì em nhận được cuộc điện thoại đó, nghe bên đầu bên kia là alo chồng hả chồng? Hết rồi. Nhưng mà tại em cũng có đứa em tên là Trọng thì em mới nói lại là kiếm Trọng hả? Rồi lúc sao? Đó em quê quá. Tại vì mới có một tuần thì ít ra cũng phải nhớ chút chút. Xong rồi nhắc lại thì cũng nhớ. Xong rồi hẹn nhau là về Sài Gòn rồi mình gặp nhau. Rồi có gặp dạ. Không? Có. Sau đó về Sài Gòn thì cũng chat qua chat lại này kia. Rồi tới sinh nhật của cô ấy thì cô ấy cũng có mời em đi uống nước này kia. Lúc đó em thì em cứ nghĩ là bạn bè bình thường thì em mới rủ thêm thằng bạn ở cùng nhà trọ nữa. Trời ơi, hai ông đèo nhau đi đến dự sinh nhật vậy đó hả? Đi đến xong rồi mấy đứa bạn gái cùng phòng của cô ấy nói là sao mà vẫn đi chơi với người yêu, sao mà vẫn vẫn ông bạn thân đúng rồi, vẫn kia đào theo kia kêu không biết canh ai. Thế là em cũng ra em nói là thôi mày về trước đi, hồi tao về sau. Thì anh này anh cũng không có tâm lý, tại vì thật ra lúc chat là em nhớ rõ là anh nói là anh hứa là anh qua anh chở em đi chơi mà lại dẫn theo cái ông kỳ đà đó. Thì anh này cũng rất là lịch sự ga lăng là chở mình tới cái nhà sách để mà mua một món quà. Cái hồi anh dừng lại ở cái kệ gấu bông, chỉ vô cái con to nhất, nói em ơi em có thích con này không? Vừa hỏi xong thấy cái giá nó trời ơi. Mất hồn, không biết tiền. Rồi em có mua không em? Lúc đó rung quá đi, cái chờ con này trả lời. Ta mua rồi phải không? Dạ không, người đàn ông này là mình mới vừa gặp. Mình nhận của người ta món quà to, vậy em không biết là chuyện nó đi tới đâu. Mất công mắc nợ rồi sao? Quá. Đúng rồi. Cái em nói thôi đi uống cà phê đi. Vô tình là em cứu chồng em một bà vua trông thấy luôn, đúng không? Lúc đó em buồn quá đi. Rồi trong cái thời gian hẹn hò đó,
hai người có một cái kỷ niệm gì mà đáng nhớ hơn không? Có một lần đó em cũng chở cô ấy đi chơi xong rồi trở về thì cô ấy mới nói là anh đợi em chút xíu em vô em lấy chai dầu gội đầu đưa cho anh. Cái mình mới sung sướng nó đi, hồi hộp mình đợi ở ngoài cô ấy vô lấy chai dầu ra rất là vui vẻ đưa cho mình. Cái cô ấy nói là anh ơi cái này em mua 57.000 á, em bán lại cho anh 52.000 thôi. Tôi nghĩ trong đầu đó là cô ấy sẽ nói anh ơi tặng cho anh đó. Rồi có trả tiền không? Có. Em cũng ngây ra một chút xong rồi em cũng móc ví ra em trả 52.000. Sao tự dưng lúc đó em lại bán vậy? Đó mình còn là sinh viên cũng còn phụ thuộc vào gia đình thì cái số tiền đó nó lớn, với lại anh này á thì mình cũng có mắc nợ mắc nần gì anh đâu. Quà sinh nhật anh tặng mình cũng đâu có lấy, mình đâu có nói là mình cho anh tại anh tưởng mở. Chị rất là thắc mắc, em mua 57.000 tại sao em bán 52? Khai thiệt đi, bữa đó xài chưa? Hình như là có xài rồi tại vì biết ngay là thấy chưa. Cô này rất tính toán, có cái buôn bán đúng vậy. Rồi mà còn vậy là biết giữ tiền đồ này kia cũng đúng rất là tốt à. Rồi thế là quyết định tấn công. Đúng rồi, thì lúc đó yêu nhiều hơn. Yêu nhiều hơn, đó. Hay ha, công nhận không? Hai chồng em toàn là chơi như lạ thôi. Đâu còn cái nào lạ nữa, nói chị nghe coi. Hôm đó thì em cũng vô tình coi trên cái máy tính á, thấy trời ơi, lưu một cái file tên là chat với Nam, chị chịu nổi không? Nam là cái người yêu cũ của cô ấy, hai người là hẹn tối nay là gặp. Thì thế là em sôi máu lên, tức quá đi, nhưng mà em kìm xuống. Em mới nói với cô ấy là thôi để anh chở em đi làm, chiều anh đón em về. Không chịu. Thì nó không có gì hết, nhưng tiếc là tính ảnh hay ghen, cho nên là mình thấy cái đoạn chat trên Yahoo cuối cùng là càng làm càng rối, thành ra cái cách ngu ngốc nhất là có bị vô cái password, cái bỏ vô cái chỗ mà mình hay đánh bài vở. Thì là ảnh phát hiện ra được. Cuối cùng là có đi gặp bạn đó. Có đi gặp người bạn đó và có tặng quà cho người bạn đó xong rồi trở về. Quà mà nói láo em chị, tặng cái chai dầu thơm mà nói là tặng cái đĩa album mà trong khi cái album nó lại em thích nhất nữa. Lúc đó em tức quá trời tức luôn. Thì lúc mà em đi làm về không có liên lạc được với ảnh, gọi điện cho bạn ảnh thì cuộc họ cũng không có nói. Thì mình rất là lo, nửa đêm cứ nằm khóc đấm đứt vậy tại vì mình thấy mình có lỗi á, mà ông này thì ổng cũng hay làm những cái chuyện điên điên mình không có biết được. Thì em qua nhà bạn em thì nó ngồi nó làm việc á, tối rồi thì em không biết làm gì, em thấy cái vít em cầm em chọc vô ổ điện nhưng mà em còn cái cán bằng nhựa nó không sao, nhưng mà nhà đó thì cúp điện hàng loạt hết. Trời ơi, tội nghiệp anh thôi, anh đây bị xúc động dạy vô chứ. Ngồi nó nhìn thấy em chọc vô thì nó tưởng em chọc cái tay vô ổ điện, nó nói thính thính mà có sao không thính, cái này em không thèm trả lời thính mới còn sống thính. Cúp điện đâu có thấy. Cái em mới nói là tao nè. Tức giận nhưng mà cũng có cái sự mà cân đong đo đếm. Chứ bữa đó mà chọt cái tay vô là coi như xong luôn rồi. Giận xong cái tay rồi. Xong luôn rồi. Rồi lúc mà lấy nhau xong có cái gì bất ngờ về nhau đúng không? Gia trưởng mạnh khó tính nói đó. Lúc yêu thì chiều ta không yêu. Ví dụ như chở, có chở đi mua sắm thì cũng có đợi lâu thì cũng đâu có phàn nàn dữ vậy đâu. Còn sau này cũng phát hiện ra chị nữa là chị ăn mặc của mình nó cũng quản. Đi biển mà mua cái quần sọt với cái áo ba lỗ thôi dẹp liền, đi thay cái áo nào dài dài, cái quần cái áo nào dài dài cho tôi. Chị Vân mà đi biển mà. Nhưng mà vợ mình mà để người ta dòm nó này kia cũng không có thích. Đó, bây giờ đó không thích vợ vậy, vợ thích chồng vậy. Vậy thì qua chương trình này thì mỗi người có muốn người bạn đời của mình thay đổi gì không? Quyết liệu vậy em là mua sắm nhiều quá đi mà. Có một lần á thì bà xã rủ là đi mua giày, em ngồi ngoài em đợi một tiếng đồng hồ luôn, lựa lâu thiệt lâu, cuối cùng ra không cầm gì cả. Cái em mới hỏi là ủa em muốn được hả em? Nói là không, em lựa được 2-3 đôi cũng ưng lắm á, nhưng mà để em mua cái đầm nào hợp em mới mua đôi giày. Xong rồi cái em tức quá trời tức luôn, kêu lên xe đi về khỏi mua gì hết. Trên đường về thì em mới nói là không lẽ mua cái đầm lặn đôi giày, hai cái đầm hai đôi giày, một tủ đầm là một tủ giày. Vậy mà cũng cãi, em mua vậy là em tiết kiệm. Này là do anh không có tâm lý. Chị ơi, sao tại vì á, lúc đó là thật ra là em mới sanh xong. Thì thứ nhất là cân nặng của mình lên, cái hình thể của mình nó cũng khác, quần áo là chật hết, rồi giày cũng chật, cũng tăng lên một số.
thì cái chuyện mà mình mua sắm đồ mới là cái chuyện nó cũng gọi là cũng hiển nhiên. Mua phải có kế hoạch chị ạ. Nói là năm nay là em cần bao nhiêu đôi giày thì chỉ mua đúng cái số lượng đó thôi. Chứ bây giờ dễ lắm, bây giờ em cứ cho một năm là em có 5 đến 10 hoặc là đến 50 đôi giày. Trời ơi, trời ơi. Bao nhiêu đó thì tùy do em thỏa thuận. Rồi em cứ vậy mà em thực hiện thôi. Đúng không? Dạ. Còn chuyện em giữ gìn được cái giày của em á, từ năm nay tồn qua năm kia đó là chuyện của em. Hay. Rồi, rất cảm ơn tụi em. Cảm ơn các bạn. Đưa ra là cầm cái đàn ra. Dạ thưa chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận và cùng toàn thể khán giả. Thì em mang cái đàn đây lên đây để mục đích của em là muốn hát tặng cho vợ. Sau đây em xin hát bài Suy nghĩ trong anh của Khắc Việt ạ. Ok. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây. Hay quá. Hay để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tư thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh thường mơ, mơ một mình cười ngẩn ngơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa rồi, thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ em mà thôi. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tư thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh thường mơ, mơ một mình cười ngẩn ngơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa rồi, thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ em mà thôi. Hay quá em ơi. Dạ. Quá tuyệt vời. Vợ nói liền cái cảm xúc ngay lúc này đi. Em cảm thấy rất là hạnh phúc ạ. Rất là vui ạ. Hãy nói là rất là cảm ơn em đã mang đến một cái tiết mục mà nói quá tuyệt vời. Dạ. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ. Kính thưa chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng thể khán giả của Vợ Chồng Son. Em tên là Nguyễn Văn Sơn. Năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại đang là quản lý vùng bên thức ăn gia súc. Sơn năm nay là 27 tuổi hả? Dạ đúng rồi. Quê đâu? Nhà quê đâu? Quê em ở Bình Phước ạ. Tới em. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả đang xem đài. Em là Phạm Thị Quỳnh, năm nay em 21 tuổi. Quỳnh làm gì? Dạ em hiện tại là em đang ở nhà nội trợ thôi ạ. Ở Bình Phước, hỏi mặt quen quen nữa. Đúng rồi. Như nó có liên quan gì đến một cái việc gì đó, nó có rất một là cái gì đó nổi tiếng lắm mà. Nổi rần rần thời gian gần đây nè. Bé đang có bầu đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Sao chia sẻ anh nghe cái câu chuyện ví dụ gì mà liên quan tới bầu á. Bầu bị hả? Sao em? Sơn dạ là ngày 17 tháng 3 vừa rồi đã có một xảy ra cái vụ việc đó là ở khu vực của em là thuộc xã Thanh Lương. Có một cái vụ việc đó là trộm vô nhà đột nhập.
trộm xe. Thì lúc đó là em với vợ em là đang mơ mơ ngủ rồi. Thì mới đầu bật camera lên thì thấy trộm đã cưa cửa rồi. Thì trong cái tình huống lúc đó thì nó xảy ra nhanh quá, nó chỉ khoảng tầm 10 giây thôi. Thì lúc đó là em mới nói là vợ ơi, ăn trộm rồi, con trộm rồi. Em mới nói là vợ ơi, lấy cho anh cái con dao rượu. Tại vì em biết là bọn nó đi là lúc nào cũng thủ nhiều đồ, mình cũng sợ lắm. Lúc mình ra mình cũng chỉ muốn bắt được cướp thôi. Mình nhào ra cái mình tay không mình bắt cướp rồi đó. Xong đến lát sau thì thấy vợ cầm cái rượu ra mà nhảy trên cái bậc tới cả hơn mét trời á, nhảy xuống như vậy cái. Giờ em coi lại video rồi em mới thấy chứ lúc đó em cũng không nghĩ gì. Lúc đó thì em thì đang đấu đá với trộm á, ba người là đang chống trả lại em á. Thì khi vợ em mang rượu ra thì lúc đó là nhìn thấy rượu cái là thấy bọn trộm cướp nó chạy. Bỏ chạy hết. Dạ đúng rồi. Thực ra là khi coi thì mình đã thấy rồi. Nhưng mà bây giờ mình rất muốn nghe cái cảm xúc của người trong cuộc lúc đó. Có nghĩa là em nghĩ sao mà trong khi bầu bì như vậy mà mình giác rửa. Bất chấp luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó em nghĩ sao trong đầu em? Lúc đó em không có suy nghĩ gì, cứ có kiểu như là cuốn quá là mình chỉ muốn là phi ra để đưa giúp cho chồng. Lúc kiểu như mình cuốn quá là mình quên là mình đang có bầu. Em không nghĩ tới là mình đang có bầu. Chồng là 1.3 đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là xả thân luôn. Nhưng mà lúc đó em cầm rửa em có hét lên hay không? Dạ. Em nhảy xuống, em có vươn cái rửa lên mà em khét rồi. Tụi bay muốn gì không? Hả? Dạ không, em chỉ kêu là cướp. Bởi vậy cho nên á, là sau cái vụ đó đó, bạn này bạn hát cái bài đó thấm đượm hơn. Cô bé 21 tuổi mà cũng gan thì cầm rửa. Lúc chồng mình gặp chuyện gì là xả thân. Đúng rồi. Gặp tôi cũng vậy, là chồng tôi mà bị cái gì cái nhập xả luôn, xả hết. Bây giờ chúng ta tạm gác lại cái chuyện gọi là rửa, ta rửa dưới trộm. Chúng ta quay trở lại với câu chuyện tình yêu. Đó, hai đứa quen nhau sao nè. Đó, hồi em lần đầu tiên gặp cô em có ấn tượng đúng không? Đó, Sơn. Giờ sao nè, hai đứa quen nhau sao nè. Đó, hồi em lần đầu tiên gặp cô em có ấn tượng đúng không? Đó, Sơn. Dạ. Thì em gặp vợ em á là lúc trước là gặp quen nhau trên Facebook. Biết nhau trên Facebook, em cũng đã biết vợ em khoảng cách đây mấy năm. Dạ không được một năm đâu ạ. Từ khi em cưới đến bây giờ mới được hơn một năm một tí thôi. Trời, lâu quá chị ơi. Lúc mà khi vợ chồng em quen nhau là em đã biết vợ em trước trên Facebook rồi. Thì em có comment đó. Thấy xinh đúng không? Thấy xinh quá. Thấy xinh quá, em vô em có vô trong cái tường em xem, trời ơi bé này sao nó ngon quá. em mới vô nhưng mà em chưa có thích một cái gì hết, coi như là bên này chưa biết gì đâu. Xong đến mấy tháng sau em cũng có đăng cái đàn guitar lên nè, thấy bé nó thích mà đã kết bạn với nhau trên Facebook rồi. Nhưng mà thật sự là tụi em 20 mấy năm mà tụi em mới từ đó mới biết nhau, là ở sát nhà nhau có khoảng tầm 600-700 mét là mới biết nhau thôi. Ủa em nhưng mà ai là người gửi kết bạn trước? Em cũng không hình biết như là đó, em vì... hình như là em ạ. Mở Facebook sao em lại chấp nhận không? Chắc lâu quá rồi em cũng không nhớ đâu. Em hồi đó em quên hả? Lúc mà mới có Facebook á, mở ra là lúc mình đơn thương độc mã trên bạn bè, cứ là bấm vô kết bạn. Chắc là em. Cho nên mình đâu có nhớ được, cái nào nhớ được. Nhưng mà em có vô nhà anh, em coi mặt anh không? Dạ không. Không. Hẹn lúc mà nhắn tin qua Facebook cho em rồi á, xong rồi kiểu cũng đòi xuống nhà chơi rồi gặp mặt, nhưng mà lúc đầu em không cho. Đầu ông này nó chuyện lên thấy ghét đó. Kiểu cứ ẻo là em không thích, xong không cho vô nhà. Cái khoảng 3-4 hôm sau á, cái canh em đi làm, thường em đi làm công ty là em đi làm rất là sớm, đi là từ lúc 5 giờ. Xong rồi chồng em mới kêu là để anh mang sữa rồi mang đồ ăn đồ này kia. Thường á là chồng em ngủ rất là trễ. 11 có khi 12 giờ là chưa thèm dậy đâu. Xong rồi lúc mà mới quen là 5 giờ sáng là dậy đem sữa, đem đồ ăn đồ cho em để đi làm, đứng canh em ngay đường á. Xong rồi mới đưa cho em, xong rồi qua ngày hôm sau mấy hôm là em mới cho vô nhà chơi. Bình thường là 11 giờ mới dậy. Mà từ lúc biết là 5 giờ cúc cung tận tỷ. Trời ơi ông dạy gái quá vậy. Trời ơi, gái này dạy là phải rồi, quá đáng yêu. Rồi sao? Đưa sữa như bao lâu mới quen được? Dạ đưa sữa thì khoảng tầm hơn tháng sau thì vợ em chấp nhận quen. Tại vì lúc đó là em cũng có ngỏ lời, cũng tỏ tình đó, nhưng mà vợ em chưa chấp nhận. Đến lần thứ hai, thứ ba, hình như thứ lần thứ ba thì vợ em mới đồng ý. Nhưng mà cái lúc mà tụi em quen nhau qua Facebook á, rồi cái lần đầu tiên mà gặp ngoài đời á, là cái ấn tượng của em đối với bạn này sao? Lúc đầu là em cũng có một chút ấn tượng. Nói chung là thấy anh này là đạp xe đạp đi thể dục.
là đi ngang qua cái đường với em, xong rồi lúc đó em vừa lấy xe máy em đi ra chợ mua đồ cho mẹ, xong mới gặp chồng em là chạy vô cái đường với em chạy ra thì hai đứa gặp mặt nhau. Thì em thấy này lúc đầu là cũng đẹp trai thì là cũng đẹp nhưng mà kiểu không được men cho lắm á chị. Kiểu vậy, ý là dạy võ rồi đó. Dạ. Mà võ. Không dạy võ thì không biết làm sao. Võ chắc bà múa luôn. Dạy võ mà còn hơi mà liễu bạn này không? Còn cảm giác là yếu không hả? Đó. Yếu hả? À, nhưng mà em biết anh dạy võ không? Dạ không, lúc là em không biết. Khoảng một mấy ngày sau xuống nhà chơi xong mày kể cho em rồi. Xong rồi kiểu ông mới kêu em là anh đi dạy võ, xong rồi em mới đi lên chuồng em xem. Lên xem coi là xem chồng em nói là có thiệt hay không. Thì đi lên là thấy là đúng là đang dạy võ thiệt. Là lúc đó mới tin là dạy, chứ còn ông nói là không tin. Đúng không? Tin dạ. Đúng không? À. Nhưng mà nè, nó dùng cái từ xuống á, là nó xa lắm. Tại vì em nói là cách nhau có 600 mét à. Dạ đúng rồi. Là qua chứ đâu phải xuống. Dạ, qua, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Qua nhà bên bạn gái, thấy gia đình bên bển sao? Dạ nói chung là lúc đầu á là thấy bố mẹ bên đó cũng thích lắm. Thích em à? Dạ thích, tại vì em lễ phép, với lại mình chung là mình biết cách đối xử với người lớn như thế nào. Nói chung là bố mẹ bên đó thích lắm, nhưng mà đến khúc gần cuối sau mới là không thích. Lý do? Lý do là em trước đây đã từng có một đời vợ rồi. Dạ em quen được khi cưới là em cưới được chắc khoảng tầm một tháng sau là bắt đầu vợ chồng cũ của em là chia tay. Tức là mới cưới có một tháng là chia tay? Dạ đúng rồi. Ồ, dạ. Chưa con cái gì hết? Dạ chưa. Tức là em đã coi từng... như là một em cuộc tình thôi. Thực ra nếu mà nói đúng ra vậy là như là một cuộc tình thôi. Dạ. Chỉ có là nó khác nhau chút xíu là nó vướng về vấn đề thủ tục giấy tờ. Dạ. Hoặc là một cái đám cưới thôi. Dạ. Thì cái đó cũng chắc sau này chắc bố mẹ cũng hiểu đúng không? Dạ, lúc đầu thì bố mẹ có kiểu như là cấm không cho em với vợ em quen nhau nữa. Không cho quen nhau nữa. Nên nói chung là em phải dùng nhiều... mọi cách. Khi mà trước đây xuống đây thì bố vợ em hoặc là mẹ vợ em chỉ cần thích một cái gì đó thôi là ngày hôm sau là em sẽ mua xuống biếu cho bố vợ. Thì lúc chung là bố mẹ cũng thấy từ từ là em cũng không phải như người ta nói, thì bố mẹ cũng từ từ rồi. Xong bắt đầu em sợ, nói chung là trong cái thời gian đó là khủng hoảng lắm, vợ chồng em khủng hoảng lắm, nói chung là gần như là không thể đến được với nhau nữa. Nói chung là nhiều cái cực kỳ khó khăn lắm. Lúc mà em thì chưa bao giờ phải khóc hết á, nhưng mà có lúc trong cái thời gian đó là em cũng khóc, mà trong khi đó là có vợ em động viên cho em rất nhiều. Nói chung là đến ngày hôm nay tụi em mới đến được với nhau. Cái thời gian em bị khủng hoảng là khoảng bao nhiêu lâu? Nói chung là khoảng tầm gần một tháng vậy. Lâu quá. Nãy giờ thì các tôi nghe tôi tưởng là ông bị dầm nó cũng phải 3-4 tháng. Thời gian phải lâu quá vậy. Lâu lắm, lâu lắm. Ừ. Mình nghe kể tưởng bi kịch dài đằng đẵng. Rồi, nhưng mà anh nghĩ là chắc có lẽ là bên ba mẹ vợ của em á chắc sẽ rất là dễ có thiện cảm với em. Dạ. Vì thứ nhất là em cái mặt của em nhìn nó rất là thiện cảm. Dạ. Không hiểu sao nên nhìn cái mặt em rất là dễ có thiện cảm. Cái thứ hai nữa, anh em nói đó là em rất là lễ phép. Dạ. Biết chuyện, biết trên, dạ, biết dưới. Là anh nghĩ là cái việc mà em lấy được cái tình cảm từ ba mẹ vợ đó là chuyện đương nhiên thôi. Dạ. Nghe. Đó. Rồi sao bây giờ là anh hỏi nè, ngoài cái việc gọi là em kiểu nói là có cái vụ gì mà lấy lòng á, ông già vợ vui vui không? Ờ, kể, nghe dạ rồi. Có nói chung là ví dụ như ba em á, bố em á thì là thích nhậu mà thích những cái món lẩu á. Là để ý là hôm đó là mình mua về cho ba cho bố. Thì bố thích lắm, nhưng mà bố kêu chắc mình mua mấy cái này làm cái gì, tao không thích đâu. Nhưng mặc dù mình biết trong lòng bố rất là thích, mình thấy ví dụ như trong nhà bố mình còn thiếu cái gì á, thì ví dụ như mình sắm một phần nào đó cho bố. Một phần nào đó thôi. Từ từ thì bố cũng đồng cảm được, bố thấy thằng này nó không phải như người ta nói. Thì lúc đó là em chơi cái chiêu là đánh nhanh rút gọn luôn, là em kêu bố mẹ em bên này sang là hỏi cưới luôn. Chưa thôi em sợ mất lắm. Em sợ mất vợ em lắm. Đúng rồi, em sợ lắm. Trẻ đẹp nữa. Dạ đúng rồi. Nhưng mà rồi còn bên nhà em thì gặp vợ em thì sao? Lần đầu em dắt vợ em về là mẹ em được cưới đi con. Mẹ em bắt em phải cưới ngay lập tức luôn. Được, bé này rất là được. Không cần biết em kêu cưới liền. Dạ, đúng rồi. Đó. Tại vì mẹ em là cũng là người Bắc mà. Tại người Bắc mà người Bắc cổ nói chung là vấn đề về con gái con dâu này kia là mẹ em cũng nhìn vô cái mà em thấy thích luôn. Mà mặc dù mẹ vợ em với lại mẹ em bây giờ rất là hợp nhau. Hợp nhau lắm. Anh hỏi em nè, em mới có 21 tuổi à, mà lý do gì em chấp nhận em lấy ảnh vậy, lấy sớm vậy? Dạ, kiểu như là trong thời gian đó thấy kiểu
từ trước giờ mình quen mình không thấy ai kiểu như là chăm lo, rồi không có ai quan tâm được. Như cái anh này rất là tâm lý, kiểu lúc đó là tâm lý lắm, cứ chiều nữa, ví như mình thích cái gì hay là chỉ cần mình hé hé một cái gì thôi là đã hiểu được cái ý của mình rồi. Xong rồi cái chung là ở bên chồng em cảm thấy an toàn, thấy an mình tâm hạnh phúc. Và an toàn dạ. mọi phương cho nên là đúng em không? Mới đồng ý là kết hôn. Đồng ý xong rồi là dạ. có con luôn, chấp nhận có con luôn. Dạ. Vậy là yêu chồng quá đáng luôn á, thật sự mà nói. Lại anh có một cái lợi thế là anh đàn được, anh hát hay nữa chị. Hát hay lắm. Giận cái là đứng một góc nhà. Em nhưng mà nè, anh nói nè, em mời ba mẹ em qua hỏi cưới. Dạ. Đó, nhưng mà bản thân em có thể hiện cái tình cảm, em có bày tỏ cái tình cảm của em bằng cách là em cầu hôn đúng không? Dạ có. Có lãng mạn không? Quen bao nhiêu lâu rồi? Em có lãng dạ, mạn. Em quen chắc khoảng tầm gần 2 tháng em cầu hôn. Lâu quá chị ơi. Lâu quá. 60 ngày đó chị. Em khoảng tầm chị nghĩ cũng phải là 7-8 tháng phải không? Cả năm. Tầm 2 tháng. 60 ngày đó chị. Ngày đó. Đó. Ừ. Đó. Nó nghe nè. Dạ. Anh cầu hôn có lãng mạn không? Dạ, nói chung là cũng sến súa với người ta. Sao em nói em kể đó nghe. Bữa đó là em đi làm về kêu là về mặc đồ đẹp đi. Nói bữa nay anh dắt đi ăn nhà hàng, cái xong rồi cũng đưa em vô nhà hàng, xong rồi kêu gọi món, gọi đồ ăn thức uống đồ ra hết rồi, xong rồi kêu ăn đi, xong rồi kiểu đang ăn được giữa chừng rồi cái chồng em thì mới đặt hoa rồi mua nhẫn rồi sẵn hết rồi, nhưng mà kiểu như là gửi người ta chưa có đem vô, xong đến lúc kiểu nhắn tin là kêu là mang vô đi thì cái chồng em mới đi ra ngoài lấy xong rồi cái em hỏi là anh đi đâu vậy, kêu là anh đi ra ngoài tí thôi. Cái đi vô thì cầm nguyên một bó bông to vậy nè, xong rồi có cả nhẫn nữa, xong rồi đem vô rồi mới quỳ xuống kêu làm vợ anh, rồi xong rồi đem nhẫn cho em rồi. Dạ, xong rồi em cũng đồng ý. Dạ không hát, lúc đó không hát. Trời ơi, công nhận đó. Không phải tại bữa đó cầm bông rồi sao cầm đơn. Sao cầm đơn được? Bông là bông bự nữa. Vậy là phải chịu thôi, đúng không? Vậy là hai đứa lấy nhau được gần năm hả? Dạ hơn 1 năm ạ. Hơn 1 năm rồi. Chưa mà, gần được 1 năm đó. Yêu nhau đến lúc cưới mới là hơn 1 năm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thế là tôi cho chú là 2 tháng chú cầu hôn. Đúng không? Dạ, đúng. Thế xong rồi đến 2 tháng cầu hôn xong rồi mấy cỡ tháng sau. Lâu lắm cưới chị luôn. Ạ. Lâu lắm, cỡ phải tháng sau em mới cưới. Dạ đúng. Đó thì nay là gần 5. Dạ. Rồi giờ hai chồng sống chung vậy đó rồi anh có loài ra tật xấu gì không? Có. Bạn này có tật xấu chứ nhiều. Cái mặt này vui quá à, dễ thương quá. Tật nhiều xấu gì? Nhiều tật xấu lắm. Mỗi lần mà tật xấu mà bị vợ cầm ràm chắc ông cầm cái đàn đúng không? Bày hay. Bày hay. Dạ. Chà, bày hay là hơn bừa bộn đó nghe. À. Dơ đó. Ở dơ đó. Trời ơi. Dơ lắm, ở dơ kinh khủng luôn. Về cái quần áo rồi giày dép rồi quăng lung tung, nói chung là thay chỗ nào là dục chỗ đó, thay chỗ nào là dục chỗ đó. Có lười tắm không? Không tắm thì ngày nào cũng tắm hết. Ừ. Dạ. Bày hay đó. Có khi ngày tắm 2-3 lần. Rồi ở dơ nè, rồi kiểu cứ đồ đạc rồi lúc nào cũng quăng tứa lung tung, không bao giờ em như em đã xếp chỗ đó nói là cái này á mới bao giờ anh để đây nha, em biết rồi, cái chưa được 5 phút sau yêu nó văng vào bên đó. Cái rồi chưa được 5 phút sau dạ rồi xong rồi đi kiếm, xong rồi cái đi kiếm hỏi ủa vợ ơi cái này anh mới để đây đâu rồi, xong cái kiểu đi hỏi đi kiếm lung tung em bực bội đó. Nhận dạ. Tật xấu là bừa bộn bày hay dạ. Còn gì nữa nè? Nhây rồi xàm. Rất là xàm, chồng em rất là xàm. Ví dụ như xàm là tinh liền. Xàm câu chuyện xàm nào mà em ấn tượng nhất? Ví dụ như kiểu đang ngồi không vậy. Em hỏi gì anh? Dưới anh và Cao thấy Sơn em chọn ai? Trời ơi. Hay hỏi xàm xàm lắm, xong kiểu mỗi khi mình nổi cơn lên cái đi ngoài đường á, cái kêu em hỏi gì anh? Anh và cái lá này thì em sẽ chọn ai? Không thì gì gì anh và cái cây cột điện cột đèn này, nói chung là có thể là so sánh mình với bất cứ một cái mình gì bất cứ dạ, một đúng nhưng rồi. Mà em có trả lời không? Dạ có. Em trả lời sao? Thì chọn anh không trả lời là hỏi hoài, hỏi hoài luôn dần lân mà nhây mà nhây đó ừ. Xàm vừa xàm vừa nhây nữa đúng không? Nhây mà nhây tới em, xong rồi nhây qua tới cả mẹ chồng em luôn. Mẹ chồng em đến nỗi bây giờ mà ví chồng em là như một con đĩa đói là là sao, là sao? Ông có đeo không? Đeo đĩa đói là nhây quá mà không nhả ra, không chịu nhả. Nhây lắm. Giống như đĩa nó cắn vô mà không đúng chịu rồi, ra không biết. Nhây lắm, không chịu nhả. Có nhây với mẹ không?
Có. Nhây. Có luôn. À. Nhây với mẹ chồng thôi, còn mẹ em thì không. Đương nhiên rồi, nhây với mẹ dạ. mình chứ. Có những cái biểu hiện gì mà nó đáng yêu không? Đáng yêu không? Ví dụ như trẻ thơ không? Mẹ em đang nhà mẹ chồng em thì kiểu bán tạp hóa, bán quán gạo cám đồ á. Mẹ đang nấu cơm mà dưới thì chồng em mới kêu: "Mẹ ơi, bán đồ." Cái mẹ chạy ra mẹ giục hết đồ ăn, hoặc là đang nấu nướng cái chạy lên đâu có ai đâu. Cái xong nhiều. Dạ. Xong rồi cái nhiều khi đang không có ai, cái kêu là hết cám rồi chú ơi, hết gạo rồi. Cái mẹ tán loạn rồi, mẹ chạy lên đâu mua gì, đâu có ai mua đâu, chứ tự nhiên ngồi nói không cho mẹ vậy. Xàm mẹ chạy lên chọc mẹ đó. Có hay nựng mẹ rồi, có hay hung mẹ rồi không? Không, chồng em thì nói chung là ít thể hiện với mẹ, nhưng mà thật sự là rất là thương mẹ. Tại vì mẹ, nói chung là mẹ chồng em rất là tuyệt vời, rất là dễ thương luôn. Rồi còn gì nữa không nè? Còn thật xấu gì nữa không? Ở dơ, nhây đó. Nhây đó rồi, nhây rồi, xàm rồi. Nhây xàm đế rồi đó. Cưa bộn rồi, bay hay rồi luôn. Nói chung là nhiều cái tật xấu lắm, ngủ gáy nữa. Gáy cái tật gáy của em, không? Tội em. Ngủ ngáy. Tội em. Ngủ ngáy mà em ngủ không được luôn á. Ngủ mà đang ngủ mà vì giật mình tỉnh dậy luôn á. Trời ơi, đứa nhỏ giờ chắc nó lo lắm. Thả bom. Thả bom mà thực dạng là nguyên tử của loại khủng luôn, chứ không phải là loại thường như người ta. Mà thả bom xong rồi kiểu như cứ mỗi lần gần em xong rồi lấy cái chăn chùm lại cho em ở trong đó, xong rồi nên nhiều khi em đang ngủ, nhiều người ta ngủ say rồi là người ta không biết gì, nhưng em mà đến thúi quá mà ngủ say mà phải tỉnh dậy luôn là chị biết nó thúi cái cỡ nào rồi. Tại vì cái đồ nó nặng quá. Ngủ say rồi mà phải dậy và phải chửi một trận xong rồi mình ngủ mới được á. Thúi quá chịu không nổi. Dơ là dơ cái đó. Nhớ kỹ lại còn tật gì nữa không? Tật gì mà đáng yêu á. Đáng yêu với mẹ chồng em. Già đầu rồi mà vẫn còn như có sờ lỗ mũi, có sờ lỗ tai, có chồng em hay sờ ti mẹ. Sờ ti mẹ luôn. Chắc là hồi nhỏ là chắc là bú ti nè, bú ti. Chắc là mẹ cho bú chắc cầu cả năm à. Đi ngang đi về đi chơi đi làm vậy, quẹt cái. Sờ ti mẹ bây giờ vẫn còn sờ ti mẹ. Bóp cái chân. Nhưng mà em thấy mẹ phản ứng sao? Mẹ chửi. Sau rồi mẹ cầm kiểu như mẹ cũng dí, mẹ đánh cầm chổi rồi dí không lại. Chồng em nhanh lắm. Nhưng mà mỗi lần nhiều khoái lắm đúng không? Dạ sướng lắm. Có nghe em đi làm về mà em không nghe mẹ em chửi là em không chịu được. Không chịu được. Tại không... vì nhà em với nhà mẹ là cách nhau khoảng tầm 100 mét à. Hai mẹ là bắt gỗ á, bắt mặt khổ đó. Tại nói sao? Mỗi lần mẹ chửi là dữ lắm em. Dữ lắm, mẹ em chửi là dữ lắm. Chửi chửi sao đâu. Ví dụ như thí dụ một vài câu đi. Ví dụ như em toàn là chửi tục không à? mẹ em toàn là chửi tục mà. Chửi đi em sao? Cái thằng bố nhà mày tao đập chết mẹ mày bây giờ đấy. Xong rồi cầm chổi dí em nhưng mà cũng dí được đâu, em cứ để cho chân cho mẹ em quật này, xong em cứ rụt lại có quật được đâu. Năm lúc mà em để chân bên này mà có bà ngoại em ngồi đó mà em quật em né được, đập trúng cái chân bà ngoại nữa. Xong rồi bà ngoại em chửi: "Ôi con này sao mày đánh tao?" Bắt cổ. Rồi vậy là hết luôn rồi phải không? Không dạ. Còn tật gì xấu nữa. Dạ đúng rồi. Không có tật sự ti đáng yêu. Dạ ti đáng yêu phải không? Tật xấu đáng yêu. Dạ. Đó. Rồi giờ tới em đó Sơn. Dạ. Cổ nhìn thấy trẻ trung quá, mảnh mai quá, chắc không có tật xấu gì đúng không? Nói chung là vợ em thì không có tật xấu nào. Vợ em thì là tuyệt vời đó. Nhưng mà có một cái là hay ghen. Ghen lắm. Ghen lắm. Ví dụ được ghen lắm là ghen thế nào? Ví dụ như em đi làm á, hoặc là đi mấy bạn bè mà đi công việc á, mà ví dụ như quá giờ mà khoảng tầm 10 phút thôi là về là vợ em nó khó chịu rồi. Em về là em nhìn cái mặt là mới lại cái thái độ là em nhìn thấy vợ em giận dỗi là em thấy khó chịu lắm. Thì vợ em khó chịu lắm, em chỉ cần đi một tí xíu thôi là khó chịu. Nên bởi vậy từ lúc em cưới vợ em tới bây giờ là chưa có đêm nào mà em đi chơi với bạn bè hết á. Cũng có nhưng mà đi trước về trước 8-9 giờ không à. Mà nếu mà có đi thì cũng phải dắt vợ theo. Em nói chung là em cũng sợ lắm. Lỡ mà cái buổi nào mà không dẫn coi như cổ đi theo thì chắc là mặt kỳ lắm luôn. Là mệt luôn đó, mệt luôn đó anh. Cực kỳ mệt luôn đó, giận luôn đó. Một năm mấy về ở với nhau thì là có gây lộn, có cự cãi gì không? Chung là cũng có cãi nhau với cái vấn đề về em đi làm về muộn đó. Là vợ em nói chung là còn nhỏ mà mình cũng giải thích nhiều rồi. Là anh đi làm công việc thì nó còn tùy theo thời gian nữa, mình về có thể về trễ tí xíu. Nhưng mà vợ không nghe. Vợ đang có bầu thì chung vợ ở nhà cứ hay suy nghĩ sợ em đi đâu á. Chị vợ em chỉ mỗi như vậy thôi chứ không còn cái tật xấu nào. Dạ, không có tật xấu.
thì thực ra cái đó đâu phải là không ghen, không phải ghen, đang có bầu á, khó chịu trong người lắm, nội tiết tố nó thay đổi á, đó mà cứ ở nhà hoài như vậy á, rồi thấy chồng đi làm mà 8-9 giờ là trễ đó cưng, các bộ công nhân viên nhà nước đi làm là 5-6 giờ phải có mặt ở nhà rồi, ông đi tới 8-9 giờ chắc đi tăng 2 đó, 6 giờ đến 8 giờ đến 9 giờ 3 tiếng đồng hồ nó ông làm gì, phải suy nghĩ chứ, bắt buộc phải suy nghĩ thôi, một tuần một buổi thì may ra còn có thể khả dĩ bỏ qua được đúng không, tuần 6 ngày vậy thì bắt buộc phải nghỉ thôi nha, chứ không phải là bận xấu đâu nha. Rồi bây giờ nè, em mong muốn, có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em thì hiện tại chắc em không mong muốn vợ thay đổi gì đâu, cứ vậy đi mình như ơi, như vậy là tốt lắm rồi. Em thấy vợ em rất là tuyệt vời. Tuyệt vời. Rồi còn em? Em thì mong chồng em là bớt sạp lại, bớt nhây với lại bớt cái tính nóng lại. Chồng em nóng tính lắm. Chỉ bớt có như vậy thôi. Tại vì á, bớt nóng thôi. Cái sàm cái nhây nó vui lắm á, vui lắm á. Nhưng mà nhây quá chị. Bớt dội bom nguyên tử đi. Dội bây giờ đứa con em nó hửi hết trơn. Không phải một mình vợ em hửi đâu mà hai mẹ con nó hửi á. Ủa cái mặt này hiền khô vậy mà nóng gì trời. Nóng phải có nguyên nhân chứ. Dạ đúng rồi, cũng phải có nguyên nhân. Thường những cái chuyện gì mà em nóng tính? Nói chung là ví dụ như mà vợ em, ví dụ như mà em đi mà, ví dụ như em xin đi chơi á, mà về mà trễ 8 giờ về đi là vợ khó chịu, rồi mình cứ xin lỗi á, không chịu, rồi mình cứ kiểu như mình cũng bực lên á, mình cũng bực lên, mà tính mình cũng hay nóng trong tất cả công việc khác nữa, không phải công việc như vậy, nhưng mà em ít khi em nóng với vợ em lắm, nóng với vấn đề về công việc ngoài thôi. Vợ mình thì em không có nóng với vợ. Đừng nóng vợ, vợ đang có bầu nóng tội nghiệp lắm. Tại nó mệt lắm, có bầu nó mệt lắm luôn, nhất là cái mùa nóng này nữa em. Đúng rồi. Mùa nóng được, với lại vợ còn nhỏ lắm, 21 tuổi là quá nhỏ để mà làm vợ và làm mẹ, thành ra là chưa có kinh nghiệm và cũng chưa có chuẩn bị hết mọi thứ để có thể đón, là đối diện với một cái gia đình nhỏ, rồi cái công việc làm mẹ ra làm sao, rồi làm vợ như thế nào, thành ra là em phải hỗ trợ hết sức cho vợ em. Đó nhé. Mỗi ngày thì anh nghĩ là em nên cầm cái đàn, đàn những bài hát nào thiếu nhi cho con mình nghe. Bên cạnh đó tặng cho vợ mình bài hát